Mỗi ngày thương nhân nè, của anh Huy Tư ơi. BTC. Lâu rồi cũng như vậy. Những người mua mà hồi năm xưa lúc trước như là trong năm người ta mua là nó phải có thiệt hại ra ra tới dập dịch gì đó cho người dân nó nhẹ nhàng lắm. Chỉ đâu thì nhà nó có mình đang mua đồ. Cứ đây, cứ đây bình thường, cứ đây bình thường, cứ đây bình thường, không gì hết. Chắc mai. Mai. Mai mai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.